Vĩnh biệt cao huyết áp chỉ với một cốc này, nặng đến mấy cũng khỏi, cả đời không lo tái phát. 1. Trà bụp giấm, Actiso đỏ giúp hạ huyết áp tự nhiên. Trà bụp giấm có tác dụng giảm huyết áp vì nó chứa chất phytochemical hoạt động tương tự như chất chống oxy hóa và ức chế men chuyển tự nhiên, từ đó hạ huyết áp. Thức uống này rất dễ thêm vào thực đơn mỗi ngày của bạn. Đơn giản nhất là thay cà phê bằng trà và lý tưởng nhất là 3 ly mỗi ngày để thấy chỉ số huyết áp trên giảm rõ rệt. Bạn không nên làm siro vì nó có chứa rất nhiều đường. Thay vào đó, bạn nên đun sôi lên để uống hoặc phơi sấy khô và pha như trà thông thường. 2. Trà xanh giảm huyết áp sau 12 tuần sử dụng. 25 thử nghiệm năm 2004 cho thấy uống trà xanh giúp giảm huyết áp ở người. Nếu tiêu thụ trà lâu dài hoặc ít nhất là 12 tuần, hứa hẹn mang đến lợi ích tốt hơn để kiểm soát huyết áp. Trong trà xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm bền vững thành mạch. 3. Sữa ít hoặc đã tách béo giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Trong sữa có nhiều phốt pho, kali và canxi, vitamin D, những chất dinh dưỡng giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng Anh, sữa ít béo hoặc đã tách béo sẽ có tác dụng giúp giảm huyết áp. Bởi trong sữa đầy đủ chất béo chứa một lượng đáng kể axit palmitic làm ngăn chặn các tín hiệu làm giãn mạch máu, khiến các động mạch bị căng lên và co lại, dẫn đến huyết áp tăng cao. Nếu như bạn không dung nạp sữa nguồn gốc động vật, bạn có thể dùng sữa hạnh nhân không đường để thay thế. 4. Nước ép củ dền giúp chỉ số huyết áp thấp hơn. Các nhà nghiên cứu ở London trước đây đã phát hiện ra rằng uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày giúp duy trì và đưa huyết áp về mức bình thường. Nhóm đã phân tích tác dụng của nước ép ở 64 người bị tăng huyết áp. Cơ chế nằm ở chỗ, nước ép củ dền thúc đẩy cơ thể sản sinh ra NO, hợp chất giúp giãn mạch máu và tăng cường tuần hoàn, từ đó hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu đề nghị người dùng không luộc củ dền mà nên hấp, rang hoặc làm nước ép để giữ được hợp chất cần thiết và tận hưởng hết lợi ích sức khỏe của nó. Mỗi ngày chỉ 2 ly là đủ. 5. Nước ép lựu giảm huyết áp lên tới 30%. Nước ép lựu là thức uống tuyệt vời cho người cao huyết áp. Bản thân nó cũng là một chất ức chế men chuyển tự nhiên, giống một loại thuốc hạ huyết áp thường được kê đơn. Đã có nghiên cứu cho thấy nước ép lựu giảm huyết áp lên tới 30%. Bạn có thể ăn quả lựu hoặc uống nước ép lựu đều được. Giống như nước ép củ dền, hương vị của nước ép lựu có thể không phù hợp với một số người. Bạn có thể thêm chút đường nhỏ và thưởng thức hay phối hợp với các loại trái cây khác để làm nước ép. 6. Nước lọc giúp giảm huyết áp lâu dài. Uống đủ nước mỗi ngày không giúp hạ huyết áp ngay lập tức, nhưng nó có thể giúp bạn giảm huyết áp theo thời gian. Người bị mất nước sẽ giảm khả năng lưu thông máu trong cơ thể, làm huyết áp tăng lên. Tối thiểu mỗi người nên bổ sung 2 lít nước mỗi ngày từ tất cả các nguồn. Bạn nên chia nhỏ thành nhiều lần uống thay vì một lần để tránh tăng gánh nặng cho thận. Luôn mang theo bên mình một chai nước lọc là bí quyết giúp bạn có một huyết áp ổn định. 7. Nước cam, chanh giảm huyết áp và bảo vệ mạch máu. Người cao huyết áp nên uống nước cam chanh mỗi ngày vì lượng vitamin C cao trong loại nước ép này là chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ tim mạch và cơ thể khỏi tổn thương, giúp máu lưu thông trong lòng mạch tốt hơn, nhờ đó giảm huyết áp hiệu quả. Mỗi người có thể uống từ 1 đến 3 ly nước ép cam chanh không đường mỗi ngày vào sau bữa ăn hoặc vào bữa phụ đều được. Đặc biệt hơn, một cốc nước cam chanh mỗi sáng có thể giúp bạn điều chỉnh mức huyết áp về giới hạn bình thường. 8. Giấm táo đẩy lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Giấm táo được ví như thần dược cho sức khỏe. Một trong những công dụng chính của loại nước uống này là cung cấp kali, đồng thời loại bỏ natri dư thừa và chất độc ra khỏi cơ thể. Giấm táo còn chứa enzyme renin làm giảm huyết áp. Bạn có thể pha giấm táo với một ít mật ong trong một cốc nước và uống vào buổi sáng. 9. Nước ép việt quất bảo vệ thành mạch.
Việt quất có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Những đặc tính tuyệt vời này giúp giảm thiểu tổn thương mạch máu, cuối cùng là hạ huyết áp. Ngoài ra, trái cây này cũng được chứng minh là làm thư giãn mạch máu và tăng tuần hoàn. Chúng rất giàu vitamin giúp cho giảm huyết áp một cách tự nhiên. Bạn có thể ép lấy nước việt quất và uống mà không cho thêm đường để mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. 10. Nước hạt chia giảm huyết áp sau 1 tháng sử dụng. Hạt chia được chứa nhiều axit béo omega 3 đã được chứng minh có tác dụng hoạt huyết, tăng lưu thông máu và có thể làm giảm huyết áp. Bạn có thể chế biến thức uống này bằng cách ngâm 1 thìa canh hạt chia trong khoảng 300ml nước, để 30 phút và uống nước. Bạn nên dùng loại nước này 2 lần trên ngày, sau 1 tháng bạn sẽ thấy huyết áp của mình có sự thay đổi tích cực. 11. Rượu vang đỏ làm hạ huyết áp, sạch mạch máu. Rượu bia và các chất kích thích chưa bao giờ tốt cho huyết áp, nhưng rượu vang đỏ là ngoại lệ. Nó làm tăng HDL, cholesterol tốt, giúp ích trong việc làm sạch mạch máu, giảm tình trạng xơ vữa động mạch. Khi đó, máu lưu thông sẽ dễ dàng hơn và huyết áp thấp hơn. Có được lợi ích này là nhờ hoạt chất resveratrol, giống như một chất chống đông máu có tác dụng hạ huyết áp. Chiến lược ăn uống thông minh. Nếu bạn đã được chẩn đoán huyết áp cao, một vài chiến lược ăn uống thông minh có thể giúp ngăn ngừa huyết áp tăng đột biến và thậm chí có thể làm giảm huyết áp. Thực hiện một vài thao tác hoán đổi dễ dàng, chẳng hạn như tìm kiếm các lựa chọn giảm hoặc không chứa muối hay không có chất béo chuyển hóa, có thể giúp bạn cắt giảm các món bạn không nên ăn và thay vào đó tìm các lựa chọn tốt hơn. Hãy đổ rau và trái cây vào đĩa, ít nhất là 1/2 diện tích đĩa. Ngoài việc ít calo, rau củ còn cung cấp kali, chất xơ, chất chống oxy hóa và một loạt các chất dinh dưỡng khác. Bên cạnh đó, củ cải đường và nước ép lựu đã được chứng minh có tác dụng trong việc giảm huyết áp nhờ hàm lượng nitrit cao. Bạn có thể uống chúng thường xuyên. Thêm vào đó, chế độ ăn DASH đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm và kiểm soát huyết áp cao. Chế độ ăn này tập trung vào trái cây và rau quả trong mỗi bữa ăn, bao gồm các loại thực phẩm giàu chất xơ như các loại hạt, đậu và ngũ cốc. Người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì? Nhiều loại thực phẩm và đồ uống có thể ngăn bạn hạ huyết áp. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm mà người bệnh cao huyết áp không nên ăn. 1. Bánh pizza đông lạnh. Pizza cũng xếp thứ hạng cao trong danh sách người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì. Tất cả các loại pizza đều là một sự lựa chọn tồi cho những người đang theo dõi nồng độ natri trong cơ thể. Sự kết hợp giữa phô mai, thịt ướp muối, sốt cà chua và lớp vỏ làm tăng thêm rất nhiều muối. Đặc biệt, pizza đông lạnh lại càng nguy hiểm với những người bị tăng huyết áp. Để duy trì hương vị trong pizza khi nó được nấu chín, các nhà sản xuất thường thêm rất nhiều muối. Một khẩu phần phô mai đông lạnh hoặc pizza thịt và phô mai có thể chứa hơn 700mg natri, đôi khi nhiều hơn. Lớp vỏ càng dày, tương đương với việc bạn càng có nhiều lớp phủ phô mai, hàm lượng natri theo đó cũng càng tăng. 3. Dưa muối. Bất kỳ thực phẩm nào được bảo quản cũng cần đến muối. Điều này là do muối có khả năng ngăn chặn sự phân rã của thực phẩm. Rau củ càng để lâu trong hộp và bảo quản bằng chất lỏng, chúng càng thu được nhiều muối. Một miếng dưa muối có thể chứa tới 390mg natri. 4. Muối. Muối, natri, đứng đầu danh sách thực phẩm khi được hỏi người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì, bởi tác động tiêu cực của nó đến bệnh tăng huyết áp cũng như bệnh tim. Những người bị tăng huyết áp chỉ nên dùng tối đa 1.500mg muối mỗi ngày. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA tuyên bố rằng khoảng 75% lượng muối mọi người thường dùng là từ thực phẩm đóng gói. Một số thực phẩm chế biến sẵn chứa rất nhiều muối bao gồm thịt nguội, bánh pizza đông lạnh, nước ép rau củ, súp đóng hộp, sản phẩm cà chua đóng hộp hoặc đóng chai. 5. Sản phẩm cà chua đóng hộp hoặc đóng chai. Đối với những người bị cao huyết áp, các sản phẩm cà chua đóng hộp không phải là sự lựa chọn tốt.
Hầu hết các loại nước sốt cà chua đóng hộp, nước sốt mì ống và nước ép cà chua đều có nhiều natri. Một cốc nước ép cà chua có thể chứa hơn 600mg muối. 6. Đường. Khá nhiều người bất ngờ khi biết đường cũng nằm trong danh sách người bệnh cao huyết áp không nên ăn. Bạn có thể đã biết rằng lượng đường quá mức có liên quan đến béo phì. Tuy nhiên, bạn có biết rằng nạp lượng lớn đường cũng góp phần tăng huyết áp. Đường là một trong các yếu tố chủ chốt làm tăng tình trạng béo phì ở mọi lứa tuổi. Huyết áp cao phổ biến hơn ở những người thừa cân hoặc béo phì. Hiện tại, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 6 muỗng cà phê 24g mỗi ngày. Với đàn ông, 9 muỗng cà phê 36g là đủ cho một ngày. 7. Thịt nguội. Thịt nguội được chế biến sẵn là nguồn cung cấp natri dồi dào. Những loại thịt này thường được xử lý, ướp gia vị và bảo quản bằng muối. Một khẩu phần khoảng 60g của một số loại thịt nguội này có thể chứa từ 500mg natri trở lên. Ăn bánh mì, phô mai, gia vị và dưa chua, bữa trưa đơn giản của bạn có thể nhanh chóng trở thành một cái bẫy muối ngon lành. 8. Súp đóng hộp. Người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì? Thật bất ngờ khi súp đóng hộp cũng được các chuyên gia xếp vào mục không nên ăn. Súp đóng hộp rất nhiều natri. Nước dùng đóng hộp và đóng gói cũng có thể tổn hại đến huyết áp. Một số món súp có thể có gần 900mg muối chỉ trong một khẩu phần. 8. Thức uống chứa cồn. Một lượng nhỏ rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe của bạn, nhưng uống quá nhiều rượu sẽ gây phản tác dụng. Bên cạnh việc tăng huyết áp, uống rượu quá nhiều cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, ngay cả đối với những người chỉ thỉnh thoảng uống. Mặt khác, rượu cũng có thể ngăn ngừa bất kỳ loại thuốc điều trị tăng huyết áp nào làm việc hiệu quả. Ngoài ra, rượu với hàm lượng calo cao phải được chuyển hóa ở gan và có thể dẫn đến tăng cân. 9. Da gà và thực phẩm đóng gói. Những người bị huyết áp cao nên giảm chất béo bão hòa và tránh chất béo chuyển hóa. Các sản phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa bao gồm da gà, sữa đầy đủ chất béo, thịt đỏ, bơ. Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa làm tăng lipoprotein tỷ trọng thấp, LDL. Mức LDL cao có thể khiến tình trạng tăng huyết áp trở nên tồi tệ hơn, cuối cùng sẽ dẫn đến sự phát triển của bệnh tim mạch vành.